Thực tế cho thấy, nếu làm chủ được chất lượng hoa, đáp ứng yêu cầu của thị trường, thì việc tăng lượng hoa xuất khẩu là hoàn toàn có thể. Vì vậy, gần đây nhiều chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân đã được thiết lập. Doanh nghiệp làm hạt nhân để kết nối nông dân là những vệ tinh, cùng sản xuất hoa theo đúng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Khu vực này là nơi tiếp nhận lượng hoa mỗi ngày từ những nhà vườn đã liên kết sản xuất với Đà Lạt Hatch Farm. Chỗ hoa của từng nông hộ đều được đánh dấu rõ ràng. Ngay sau đó, tại xưởng phân loại, đóng gói, chỗ hoa đã được kiểm tra kỹ càng. Thậm chí từng bó hoa cũng được đưa lên bàn cân như một cách để đánh giá chất lượng. Có thể là khi mình vận chuyển thì nó bị gãy hoặc là bị có nhiều cái là nó sâu bệnh chẳng hạn, mình không phát hiện ra đấy, thì là công ty sẽ loại ra thôi. Lượng hoa xuất khẩu từ những nông hộ liên kết với Đà Lạt Hatch Farm đã mang lại doanh thu cho họ mỗi năm 100 tỷ đồng. Quan trọng hơn thu nhập là nông dân đang dần trở nên chuyên nghiệp khi nắm bắt tiêu chuẩn cũng như tiếp cận kỹ thuật trồng hoa xuất khẩu. Bên phía chúng tôi thì cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và bà con thì phải mở mình lòng ra để tiếp nhận những cái kỹ thuật mới. Năm nay, doanh số xuất khẩu hoa của Đà Lạt Hatch Farm vẫn giữ ở mức 60 triệu đô la Mỹ dù thị trường xuất khẩu có nhiều biến động. Thực tế ở đây cho thấy hoa Đà Lạt hoàn toàn có thể vươn đến thị trường nhiều nước nếu như chất lượng hoa đảm bảo các tiêu chuẩn từ đối tác. Cũng theo cách làm này, một lộ trình tái cấu trúc ngành hoa đang được tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhằm đạt mục tiêu nâng tỷ lệ hoa Đà Lạt xuất khẩu lên 30% vào năm 2030.